nắng rất là đẹp. Chào các bác nhá, tôi đang ở trên đồi thông ở trạm tấu Yên Bái, phát triển Yên Bái, đồi thông đây. Các bác đây, anh em đây tập trung ở trên đây rất là đông vui luôn. Nắng rất là đẹp. Đây, đoàn của tôi đây, anh em bạn bè tất cả đây. Đây 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 đây, hello lại đây. Hello chú đi. Hi. Đấy bạn, bạn để bu đây. Không ác đâu. Đây đồi thông đây. Đồi thông này phải 1.000 năm tuổi đây. Đây, kia là đồi thông nữa các bác. Đồi thông ở trạm tấu đây là ở đây nha các bác nhé. Đây, đây là đồi thông à? Cây này phải cây thông đấy đâu. Cây này cây gì Long? Đấy. Ai đây? Cây thông. Lên trên đỉnh đây. Cho mát đi. Ồ đẹp. Đỉnh nó mới mát. Ôi, sáng chả lên biết lên đây mà ấy nhỉ? Trẻ chứ này. Không biết đâu. Lần sau này. Lần sau này anh phi một phát lên trên này luôn. Hả? À? Chưa. Phi phát lên đây luôn. Phi phát lên đây. Đây đây được. Bác Yên Lào Cai nhá. Bác Yên Sơn La nhá. Sơn La. Đấy đường bên kia đường Bác Yên Sơn La các bác nhá. Đấy, anh em bên này rất đông vui luôn. Tập trung hết lên trên đồi thông. Đi ra bên kia đây. Đấy. Đi kiếm cái áo mưa để mang ra giải nào. Các cô các bác là ra chỗ nắng mà chơi cho nó mát. Cầm áo mưa đi để giải đi. Đấy, vui đấy mà chả ra. View đẹp thế này. Đây rồi này, vừa đi bơi đây. Đôi này còn về trước mình này. Đôi này về cả lên đây luôn. Đây đôi này về xong lên đây luôn. Ôi cho nó ngậm diêm. Nó phải quẹt vào thôi, hội này nó cũng to mồm lắm. Nó thả thế nào? Chắc là nó chẹt vào đây à? Sao? Đấy. Các bác thấy đồi thông này đẹp không? Quá đẹp luôn. Áo mưa. Đây đồi thông đây, bắt ngã trên kia đồi thông. Ôi ba con đi cẩn thận, bắt ngã bà ơi. Đấy. Hello đi. Quay loạn rồi, cứ đi. Đấy đồi thông. Vui quá nhở, đấy em không biết lên từ sáng. Ê, sau là phi thẳng phát lên đây.
Mình lên đây chắc từ lúc bơi xong là lên luôn đúng không? Bơi xong lên đây luôn. Đâu đứa ngang trên này, đâu đứa ngang trên này. Quá vui luôn. Có đồ tươi gì đâu rồi. Ở đấy, đứa này, đây đây, chỗ kia đây. Ông sang bên này chơi. Đấy. Đồi thông rất đẹp luôn. Lên đây là không mất phí nhá. Lên đây chơi vô tư ok luôn. Đẹp tuyệt vời luôn nhá.